đó, hai người cùng giọng nè, để coi đệ tử và sư phụ. Nó ghê lắm, nó ghê hơn sư phụ nữa. Đệ tử nghe nó giọng hồi mà em mà giọng hơn nó là giọng mặt em luôn. Hình như tôi chiều các em quá rồi, các em hư phải không? Hai xin chào cả nhà. Gia Phú và mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thật ra thì nãy là một câu nói vui thôi, vì nói chung là mình nhận rất là nhiều yêu cầu của rất là nhiều bạn kêu quay ở những nơi xa hơn, kêu kiếm những cái món nào nó đặc biệt hơn. Thật sự thì ngày hôm nay cũng đi xa, đi tới quận 12 nhưng mà không có bán, cho nên tụi mình đã phải thay đổi tour ở xa lên, mà cho nên không có biết được cái quán nó có bán hay không, hoặc là thậm chí nhiều khi người ta từ chối không cho quay. Rồi thì bây giờ mình đã quẹo vô cái chợ Lạc Quan, thì mình đi dạo một vòng thì mình thấy hôm nay rất là nhiều lắm, bán đồ ăn rất là nhiều. Thì mình có thấy một xe gỏi Thái nữa, mấy lần trước quay mấy món Thái rồi cái này nhiều bạn nói ở xa quá, thì bây giờ mình phát hiện ở đây có cái món gỏi Thái mà ở đây lại là ba khía, và cái cách trộn nó cũng có một phần khác biệt, cho nên quay chia sẻ cho cả nhà luôn. Đây, gỏi đu đủ Thái Lan, xe A Uông. Địa chỉ là 28/5 KP2, phường Tân Thế Nhất. Hồi nãy Phú có quay á, thì cả nhà cứ tới chợ Lạc Quan, mình chưa tới cái dòng xoay ở trên, mình đâm xuống chợ Lạc Quan, quẹo vô, đi tới ngã tư thứ hai quẹo trái vô là tới. Coi tọa độ ở dưới phần mô tả nha cả nhà. Rồi, chúng ta về trong tìm hiểu thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nãy giờ có tìm hiểu sơ sơ thì thấy anh chủ quán này cũng lầy lội lắm nè, không biết là làm sao đây. Thì trước mắt thì mình chia sẻ sơ bên ngoài về cái xe thì những gì muốn thấy trước nha. Mình thấy là có ghẹ sữa nè, ở đây đặc biệt có khô bò, rồi cá cơm, bà bát khía. Bên đây là có đậu phộng, da heo nữa. Đây, quay bên trái nè, đậu phộng, da heo và khô gà. Đó, là lạ rồi đó. Đây, tủ được bày trí rất là ngăn nắp và sạch sẽ. Tỏi, chanh. Thấy cô như cô ở trong nói tiếng Thái được luôn đó cả nhà. Đó cả nhà. Chưa tới phần mình mà mình nhìn thấy cái phần của người ta bán rồi, thấy cái xe nó rung rinh rồi. Ở đây có phong cách giọng gọi hình như hơi bị gọi là sao ta, bạo lực. Rồi vô cả nhà ơi. Đây, chắc là bây giờ cho anh cho bé hỏi tên em là gì ha? Dạ em tên Lý, mà cứ gọi là Riu đi. Riu hả? Dạ R-I ngắn U á. R-I-U là cái gì, là biệt danh? Dạ biệt danh của em Riu. Riu Lý. Anh thấy là cái xe mình là để là A Uông, có nghĩa là gì? Dạ A Uông tiếng Thái là A Mập. A Mập. Dạ hồi xưa em đi Thái về em mập lắm, giờ em giả hồi em còn nhiêu đây nè. Dạ. Ủa vậy là em sống ở bên Thái hay là em đi học nghề bên Thái? Dạ ông má em là ở bên Thái 30 năm rồi, về truyền nghề. Wow, cô bên Thái tới 30 năm luôn hả cô? Trời ơi. Thì lại coi như là giờ cô về đây sống luôn hả cô? Rồi về đây sống luôn. Về đây sống luôn rồi. Trời ơi, lát qua phỏng vấn cô luôn. Bây giờ là chắc là
chia sẻ lý giờ chất bán và cái giá cả giùm đi Lý. Dạ thì xe em thì có 3 giá, bình thường thì có 30-40, đặc biệt có 50. Thì đặc biệt thì mình có thêm ghẹ sữa nè, có nhiều ba khía nè. Nhiều ba khía. 50 là ba khía, ghẹ sữa. Ghẹ sữa. Rồi full topping. Full topping luôn. Full topping luôn. Mới mạnh nha. Rồi nhiều đu đủ này, nhiều rau củ. Nói chung là một phần 50 thì 2-3 người ăn vô tư luôn. Dạ. Phải lắp đi nha. Nhờ Lý mở giùm nắp. Em quay hết mấy cái trong luôn. Đây. Bán từ mấy giờ Lý? Dạ em bán từ 4 giờ tới 10 giờ tối. 4 giờ tới 10 giờ tối. Dạ. Chưa có ngày nghỉ không? Dạ không nghỉ. Không có nghỉ. Dạ. Nghỉ ngày đi xả hơi chơi. Nhưng mà bây giờ anh thấy có nhiều cái rất là lạ. Cái nào là thuần Thái, cái nào là thuần. Dạ như hai cái mắm này nè, hai cái mắm này là thuần Thái nè, mắm ba khía với lại mắm Thái nè. Dạ. Vậy nếu mà ăn phần 50 là chỉ là nói chung sẽ có mấy cái mắm này nhiều nè. Nói chung gia vị nó sẽ đậm đà hơn á. Dạ. Cái này 30 ăn cũng được đúng không? 30 cũng có, 40 cũng có, nhưng mà cái thằng 50 là đậm gia vị nhất, nói chung là nó sẽ ngon nhất. Rồi, còn những cái này là mình, những cái topping lạ này là vì sao có những cái topping lạ này vậy? Dạ, những cái topping lạ này là giống như là khi mình về Việt Nam nè, mình thấy ăn nó hợp với lại cái món Thái này nè. Cái em mới mix vô. Đó, khi mình mix vô thì nó hợp với lại đồ chiên, đồ nướng á. Cái gỏi này nó có cái hay là hợp với đồ chiên, đồ nướng á. Thành ra là mix vô thì thấy đa phần khách cũng ủng hộ. Gà nè cả nhà, da heo. Dạ, da heo cháy tỏi đúng không? Dạ, da heo cháy tỏi, khô gà lá chanh nè. Bên cá cơm, tẩm bột, chiên lên bột. Đó, đó cái khô gà và da. Đây là cô đang trộn phần này là bao nhiêu đây cô? Tùy là hỏi bao nhiêu đây đi. À, cái... đặc biệt luôn á. À đặc biệt là 50. À. Vậy là coi như là 30 năm rồi gọi Thái này. 30 năm nhưng mà bán nhiều cái mặt hàng khác nữa. Dạ. Xay. Đó, đây đủ đủ nè. Đây, mình coi cái phần 50 nè. Trong đây là đang hình như có ba khía dầm rồi. Đó, có dạng sẵn ba khía trong đó luôn à. Khô bò anh bỏ nhiều này đó. Rồi qua khô gà. Lấy khô gà. Mấy đây mình có làm thuần vị Thái luôn không cô? Hay là cô có phải điều chỉnh lại để cho phù hợp người Sài Gòn? Thôi cũng điều chỉnh một tí, nếu mà người Thái là họ sẽ ăn đậm nét hơn. Mà đậm như vậy là mình Việt hơi Nam khó ăn, hơi khó ăn. Nó là đậm là đậm cái vị mắm là luôn. Mắm là phải đậm. Đậm với là vị đậm thì nó sẽ tanh hơn. Dạ. Tanh hơn thì lại nếu Thái là họ ăn ớt nhiều, ví dụ ớt nhiều lắm, ví dụ 20 trái. Như mình ăn 3-4 trái mà ăn đậm nét như vậy không. Thái là 20 trái. 20 trái ớt. Vừa ớt tươi rồi vừa ớt khô nữa đó, nên cái lượng ớt nó nhiều á. Này chanh cũng dắt nhiều luôn đúng không? Chanh cũng dắt nhiều, họ ăn sẽ là chua hơn, cay hơn nhiều. Nếu Việt Nam vậy họ không ăn nổi đâu. Dạ rồi. Đây bây giờ chắc là mình phải gọi thôi cho cả nhà xem phong cách trộn gỏi bá đạo ở của xe. Rồi em đi qua bên kia trộn gói bên kia đi. Bây giờ Lý làm giùm anh phần đặc biệt trước. Dạ, đi rồi. À, anh ăn cay không? Vừa cay ha, thì em làm cỡ tầm 2 chế ớt ha. Rồi ok. Tại vì cái mặt anh nó cay lên kỳ lắm. Không, cái này cay đẹp da anh, chứ không phải cay mà nóng đâu. Cay đẹp da. Cay đẹp da, đúng rồi. Cay đẹp da là cay làm sao? Dạ cay mà nó đẹp, nó kỳ lắm, nó đẹp khó hiểu lắm. Tôi nghi lắm nha. Nó cái giọng này là nghi lắm nha. Không, em có con rồi anh. À dạ. tưởng đi Thái về với ai biết đâu. Không, đi Thái về bác sĩ đuổi về anh. Cái này cái gì đây, cái gì? Dạ, gì lạ quá nè. À đây nguyên liệu lạ nè cả nhà. Đường thốt nốt nha, cái này là ít ai nói lắm mà em nói. À do anh quay rồi em mới nói, không quay em cũng nói. Rồi, không quay là không nói à. Rồi thường người Thái người ta hay xài cái đường này. À ô cái này mình Phú mới thấy á, thì thông thường mấy cái xe kia lại không thấy cái này. Rồi mình dạ cái đó thì chắc họ chan nước, còn cái này nó lại là một... cái này là loại đường này đường mắc tiền kẹo luôn á. Xe em xài đồ mắc tiền. Nãy em xịt cái gì vô cho nó mềm đây vậy? Nước sốt thêm luôn hả? Sao nước mắm thôi, nước mắm thôi đúng không? Đường. Dạ rồi giờ bắt đầu em giả nè ha. Giả nè giả thì mình nói chung mình đứng xa xíu cả tầm 30 mét. Ba chục mét what
gì đó chứ nó văng. Em mới lao nữa. Xài được bao lâu? Dạ không, nói chung thì nó thấm giả gì cho nó thấm, thấm vô cối chứ không thấm vô đủ ha. Mà nó thấm vô cối chứ không thấm vô đủ ha. Ôi kỳ. Thấm hết vô cối là tiêu rồi. Trời nó nát nhừ luôn rồi nè cả nhà. Cái này đó, khi mà nó vô cái sợi đủ á, nó có độ bám vô cái sợi á. Thì khi mà anh ăn anh cảm nhận được cái mùi thơm của đậu phộng á, với lại cái gia vị nó bám vô cái sợi đủ ha. Chứ còn mà kiểu dùng trộn trộn á thì nó không có, không biết là nó có ngon không, nhưng mà như em làm như vậy là thấy hợp lý. Không, em là thấy nó giọng nát gì là thấm dữ lắm luôn á. Rồi hai trái ớt thì em làm mà cỡ chua chua xíu được không? Dừa luôn đi. Dừa luôn ha. Ừ, cuộc đời anh không thích chua cay, anh thích ngọt ngào đó. Té đường vô cho anh nha. Thôi, đường nhiều quá đó, hình tiểu đường luôn rồi đó. Đây là cái mắm của Thái đúng không? Thái đúng rồi, mắm Thái. Mà anh thấy cái này là nó lỏng hơn nè. Đúng rồi, cái này thì em đã chế biến rồi. Này bạc khía. Bạc khía anh muốn đâm luôn hay là để gặm gặm ngoài? Sao giờ ta? Để tùy, ý là anh muốn để lên trên rồi múc múc rồi, vì bạc khía của em là có thịt. Có thịt. Làm lại có thịt à, đổi động tác rồi. Rồi chắc là em đâm phân nửa, một phân nửa em rịch lại xếp lên. Dạ dạ. Đều nửa rồi, cộng đi. Rồi giờ bắt đầu là quấy đều. Giọng phá làng phá sớm đi. Phá làng phá sớm đưa đủ vô phá nè. Đó. 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 Không giọng mà tao phải né. Né thiệt, giọng mạnh quá. Em thấy thường vậy chứ coi. Đó, thấy chưa? Có máy quay làm lố không chị? Đi. Làm màu hả mày? Cái làm lố à. Bây giờ anh bỏ trái cây vô ha. Mình trộn lên. Cái gì trái cây? Đó, cà chua. Cà chua này có dưa leo nè, cà xanh, cà thái, người ta hay gọi cà giòn cũng có. Bình thường là em có đậu bún nữa, rồi là đậu đũa. Nhưng mà bữa giờ em đi chợ thấy không ngon em không lấy về. Đa phần là đều có cái đó mà. Dạ. em không lấy. Em lấy. Dạ. Bây giờ có người ăn thì không á. Dạ. Cái đó cũng ăn sống luôn. Ăn sống luôn á anh. Cái xe này để sát vô giùm luôn nè. Cái nào anh? Cái xe này để sát vô. Xe máy hả? Dạ. Dì lại dứt cái đít vô. Em dứt cái đít giùm anh hai nha. Rồi, cảm ơn em. Thì ở đây là tôi thấy là có ở trong nhà là chỉ có 3 bàn thôi, còn những cái bàn ngoài mình vẫn ngồi được, nhưng mà phải kêu nước đúng không Lý? Dạ đúng rồi, kêu chè. Chè sinh tố. Ở đối diện cả nhà, đối diện là chị anh Phương đó. Cái nào cũng nhiều hết ha. Rồi cá cơm này ha. Đây là cái phần đặc biệt, có thêm một cái tấm bên này. Cá cơm nè, da heo. Đó, phần này là hai của con rồi nha. Rồi, ghẹ sữa nữa. Qua wow. 50.000. Ở đây thì sẽ không có dạng tôm và mực. Đúng rồi. Vì sao em không là bán cái đó? Vì ở khu này đa phần người ta ăn gọi như kiểu ăn chơi, ăn giặt là chính. Còn ví dụ như ăn mà để giống như ăn nhậu rồi nọ thì em có thêm một chi nhánh ở bên Bình Chánh nữa. Ủa có chi nhánh nữa? Dạ em có một chi nhánh bên Bình Chánh ở bên đó thì em cũng hiện bây giờ là cũng có gọi đu y chang này nè. Mà em bán ở trên một chiếc xe lúc khung á. Xe đó là giống như xe mà mình chuyên đi chở bán hàng rong của Thái Lan vậy đó. Rồi trộn tiếp mình chia sẻ rồi, tiếp ok nè. Cây trang vậy luôn phải không? À, rồi. Đó, hai người cùng giọng nè, để coi đệ tử và sư phụ. Nó ghê lắm, nó ghê hơn sư phụ nữa. Ừ, đệ tử nghe. Nó giọng hồi mà em mà giọng hơn nó là giọng mặt em luôn. Mà giọng hơn nó là giọng mặt em luôn. Thì thích giọng hài vậy rồi. Cái đường thốt nốt nữa ha, lạ ha. Trong đầy đủ option. Nó như cái kẹo bạch nha vậy cả nhà, nó dính ở trên cái đó. Đây cho mình coi lại cái đây tèn rồi, như bơ đậu phộng rồi bởi luôn đi anh cho nó cho ra văng cầm coi là mỏi rồi mà không giọng được hay thì này khỏi đi tập tạ ha. Nói chung á là giả nhiều tới nỗi mà nó chai hai chỗ này là biết là văng giả này ha.
Còn mà nếu mà ai mà không chai á, không phải giả nha, em nói thiệt, cái này nói thiệt, cái này chia sẻ thiệt tình luôn này nha. Rồi chai đẹp đó, luôn. Ai mà chai hai cái món về là biết là dân giả. Dân giả, rất là dân giả đó, đệ tử đó. Đó. Là một hồi là thú quắt cái xe luôn á. Tại lại dân nó thú. Về đi chợ lắm á. Cái gọi này lầy quá. Cái cối hay là với cái sự xài đu đủ này không? Dạ không, em mua cối này mắc tiền quá à. Nên thật lại thấy nó rẻ hơn, tức giả cho bỏ cái. Mỗi lần bật cái gì là em giả vô cối vậy đó. Bên Thái không có giả gì không ta? Bên Thái thì cũng có giả vậy đó anh. Cũng vậy. Dạ, cũng 50-50 mình á chứ không biết gì vừa. Nhưng người Thái á thì người ta giả giống như là cái cuộc sống người ta điềm tĩnh hơn. Người Việt mình nó lăn xăng hơn, nói chung là nó nhoi hơn đó, vậy đó. Nói vậy cho anh dễ hiểu. Hồi nãy giờ anh thấy là em nhoi rồi đó. Không, nhiều khi khách đông quá bắt buộc mình phải giả nhanh như vậy. Đúng rồi, không. Chứ còn mà nếu mà vắng thì thôi thì tôi chọn từ từ đi cho nó khỏe đi, mất mới gì tôi cũng sớt kẹp, mất mới gì chai tay. Đúng không? Không, hồi nãy giờ thấy cái tốc độ mà ra được một cái phần gỏi rất là lẹ luôn á cả nhà. Vì em giả chưa tới 5 phút. Em không giả chung. Em không giả chung cối, ví dụ như 5 người đang đứng em giả 5 người một chung một cái cối để bóc ra 5 người. Nó không có không ngon, nói thiệt. Thành ra là em phải giả riêng, mà giả riêng bắt buộc phải giả nhanh. Vì ví dụ như đường nhỏ vậy đứng là 4 người hết cái đường rồi, kẹt xe người ta chửi. Không lẽ mất khách vậy thôi. Của phần 30. Cái phần này là phần 30 nha cả nhà. Là không có ba khía, chỉ có nước ba khía thôi. Dạ, nói chung là chấm múc cho đỡ thèm thôi. Chấm múc này ăn gọi là ăn chơi thôi nè. Ăn thấm vị thôi, thèm cái mình mua tiếp. Rồi có chừng văng vô màn hình nha. Phần nào cũng phải văng hết á. Thấy mấy người kia là cầm dây. Dây nè, cầm dây thì có nghĩa là cái thế chỗ người ta rất là khó và chậm đúng không? Còn cầm dây là khi như vậy là em phải xài cái lực ở đây nè. Để em giữ giống như cầu lông em, mình phải quặt cái cổ tay vậy đó. Kỹ thuật cao quá. Mà nãy em nói là ba em có mấy chi nhánh tất cả? Dạ, ba chi nhánh mà off một chi nhánh rồi, còn hai chi nhánh Bình Chánh với lại ở đây. À, Bình Chánh là số mấy? Ngay ngã ba Võ Văn Dân với lại Liên Ấp 123. Em có fanpage không? Dạ có, em có fanpage là cái gì cũng chia sẻ. Là ghi AON luôn không? Cũng AON luôn. AON. Rồi, nãy em nói là có cái chiếc xe gì. Dạ đúng rồi, có chiếc xe lúc khuôn á, chiếc xe lúc. Em có cái clip nào lúc đó em chạy xe đó không? Dạ có luôn anh. Có luôn hả? Có gì xe cho anh nha, anh chèn vô clip cho mọi người coi lúc mà thở gọi là sao? Sơ khai hả? Dạ, thở sơ khai á. Đi bán gặp. Dạ đúng rồi, thở mà đi đâu người ta cũng đuổi hết, đứng trước nhà người ta, "Ê đi đứng đông quá, bệnh corona, đứng năm lấy bệnh tao hay gì?" Có hai chiếc nè. Dạ. Dạ, hình ở ngoài nãy em thấy. Đó, cái người ta nhiều khi đứng đông quá người ta cũng bực. Mà đang dịch bệnh á, người ta bán không được. Mình cứ đứng đông mà nhiều khi cái đợt nó bán sướng thiệt. Cô là cô bán ở bên chi nhánh kia hay sao cô? À, lúc trước thì bán ở bên kia. Dạ. Rồi, đưa xong rồi, đúng không? Dạ, chủ yếu là làm cho mấy hai người con này đi bán. Dạ. Mắm là cô làm. Đây là cái mắm là cô làm. Đây, mắm là sư phụ em. Là làm, còn anh này là giả. Bạn này là dân giả. Dạ, nói chung á nãy giờ anh hỏi vì sao em giả mạnh vậy, vì em hỏi hoài má em không chỉ em nấu mắm em giả cho chừng nào má chỉ em thôi. À tức quá hả? Hỏi hoài không chỉ mắm bí quyết cho nên cứ giả vậy đó. À 30.000 là có khô bò và khô gà nữa. Đúng đó cả nhà. Rồi, đậu phộng nữa xong tàn tan. Vậy thì thôi một lát mình sẽ khoan trộn, mình sẽ thêm thử. Cái này topping thì mình tùy theo sở thích của mọi người rồi. Rồi, đây là cái fanpage là Facebook là Heo đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đây hai số điện thoại. Số trên đi Mỹ rồi, số dưới thôi nha. Số trên đi Mỹ rồi, số dưới. Rồi, ủa mà điện số này để làm gì? Dạ điện buồn nói chuyện với em thôi chứ còn không bán buồn gì số này hết trơn á. Ủa giỡn với nói gọi đi rồi đặt bao nhiêu phần em ship cho. À. Dạ, tiền ở đâu cũng ship luôn hả? Ở đâu cũng ship á, tiền ship thì qua ráp bao nhiêu thì tự tính. À, dạ, chứ em có chưa có ráp. Anh thấy ủa bên mấy bên kia bán chè bán nước, ở đây lại bán gỏi là có bán nước ép luôn. Dạ nước ép. À đây là ở đây quay chim nội đang nói đây mà mày quay qua bên bển. Đây là quán bán nước có mấy loại? Năm dạ, loại hả? Có giống như là 6-7 loại lận, nhưng mà 5 loại chính là thường xuyên có nè. À, em có dưa hấu nè. Chanh dây, nha đam, cà rốt với lại chanh à. Cam. Dứa. Thơm. Chai này nhiêu? 20.000 hết, cái chai này hình như 10 hình như 20 luôn á. 20 nguyên chất luôn, không pha nha. Không có đường, không có điếc gì hết nha. Rồi. Uống chua là chua, uống ngọt là ngọt. Ở dưới này bày thôi à. Dưới này bày thôi. Chưa có bán. Hình ảnh mang tính chất minh họa thôi. Hay là tặng. Dạ không, rồi vô quánh chết. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn nha.
Rồi xong rồi cả nhà ơi, thì nói chung là ở đây là bán rất là nhiều món luôn. Cả nhà không có sợ thiếu món gì hết. Chè, sinh tố, đồ ăn vặt đều có. Và những cái bàn chảy như nè, chảy dài xuống. Nhưng mà ở đây là của bên quán nước nha. Còn của bên quán gọi chỉ có 3 bàn thôi. Giá nước ở đây cũng rẻ lắm, không có mắc đâu. Chứ ly sinh tố vừa nãy Phú kêu là 15.000. Phú rất là ngon. Còn hết rồi. Mày hết rồi, chè Thái Lan nữa mày ăn chè 18.000. Chè chè sinh tố có mười mấy 20.000 à. Bơ, thậm chí bơ mắc nhất là 22.000. Đó. Rồi, nét qua bên. Giờ bán 4 giờ chiều đến tối, không có nghỉ ngày nào hết. Còn bây giờ thì Gia Phú giờ này xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức gỏi Thái của anh chàng lầy lội này. Rồi thì ngoài ra ở đây có bán bánh phồng lẻ 10.000 cho những ai thích ăn bánh phồng nha. Chứ còn ngoài ra ăn gỏi Thái thì không phải không có bánh phồng rồi. Anh này Phú cũng gọi thêm để ăn cho mọi người thấy cho nó hấp dẫn. Đây, đũa. Đây giống như một khu ăn uống thiên đường. Lần này mình ăn này đi, mấy lần sau mình cũng sẽ hứa mình sẽ hoành lại đây tiếp. Bây giờ đây là cái phần 30.000. Sẽ có khô gà và khô bò. Để Phú ăn ăn thử, không có dính mấy cái này nha. Đây, cả nhà nhìn thấy nè, dầm rất là nhiều nước nè, đọng ở dưới nè. Nước đồ đủ ra rất là nhiều luôn. Nước chanh nè, đu đủ rồi nọ. Ngon. Cái gì đó xảy ra. Ngon. Nó vô cùng thấm. Mà nước nó tứa ra rất là nhiều á, cảm giác ăn vô rất là vừa vị luôn. Rồi hai trái ớt mà đúng nghĩa là cay the the rất là vừa. Thì nói chung là gỏi Thái ở đây thấy là bạn chủ này rất là chiều khách. Cả nhà ăn như thế nào hoặc là trước khi mà tới đều là hỏi khách là ăn khẩu vị như thế nào thì cả nhà có thể nói là trộn theo đúng như vậy luôn. Ngon. Lại thêm một địa điểm gỏi nữa nhưng mà tiếc là ở quận 12. Xa mình quá. Gà mày ăn với khô bò khô gà. Cũng có vị. Tức là nó cũng hòa hợp đó cả nhà. Chứ nó không hẳn là không hòa hợp đâu. Mình cảm nhận được cái vị như là cái vị khô bò đỏ này nè. Nó hòa ra chung với cái nước đu đủ á. Nó cay cay thơm thơm nồng hơn. Mà cái vị nó ngọt đầm hơn nữa. Rồi. Cùng nhìn lại phần 50.000 nha. Thì cả nhà cũng có thể tự mình xem và mình tham khảo, mình tự đánh giá so với các quán gỏi khác, từ cách làm, cách bày trí tới các loại nguyên liệu. Nãy thì Phú ăn khô bò đỏ thì sợi khô bò là cái loại ngon luôn đó cả nhà. Nó không có bị khô nhiều, nó vẫn có cái độ ướt, độ mềm. Thì cái phần 50.000 sẽ trộn, cái gỏi nó sẽ bị như nãy là nhiều mắm hơn. Thì bây giờ Phú cũng sẽ ăn. Đây. Cay ngon. Cả nhà yên tâm là cái mùi mắm sẽ không có bị hôi hay hăng nhiều. Rất là thấm vị. Đúng nghĩa là cái này nó đậm vị hơn á. Nó đậm vị hơn á cả nhà. Ăn ở cái hậu á. Cả nhà lưu ý đừng có bắt chước với mình nha. Mình kêu dầm chung ba khía cho nên ăn nó lẫn lộn cái vỏ ở trong, nó nhai nó hơi bị ấy, dễ bị trúng răng. Nè, cái này thì cái thịt nè. Thịt ba khía này. Khô gà, khô lửa rồi. Không, gà heo. Không có biết cái giò không? Để mình nhắm cho nó mềm dễ nha. Giòn. Không có bị gắt mùi dầu. Thơm đúng không? Ngon lắm. Hàng gì bán từ cái te mà lên được hai chi nhánh, quá hay. Đây ghẹ sữa luôn, ghẹ sữa chiên giòn. Đó.
con ghẹ đẹp phái lắm à. Như này có thể nhìn thấy con ghẹ ha, cũng được làm gia vị thấm. Nó giò, nó xốp, mà ở trong cái con cà sữa nè có ruốc nữa cả nhà, nó ngọt ngọt. Ăn với các giờ ăn thử chung với gỏi thôi chung ơi, ngon á, lát mua về thêm mới được vậy luôn. Ngon ngon. Hợp lý. Cái cách phối này có thể thấy là nó vừa hợp với cái thời đại bây giờ và nó cũng cho ra một cái hương vị lạ. Thì cái này ai không ăn thì chúng ta có thể không cần yêu cầu những cái này, mình ăn ba khía với ấy thôi vẫn là ok, vẫn ngon. Bánh phồng, bánh phồng ăn theo kiểu Việt. Đó, trộn lên. Cái này tính ra nếu mà về phải cho ghẹ sữa nhiều mới ngon. Đúng rồi, ghẹ sữa nhiều ngon á. Cả nhà ưu tiên lấy ghẹ sữa nha. Mua thêm đúng không? Mua thêm, mở vô. Mua thêm tính sao ha? Mua thêm chắc mua nhiêu bán nhiêu á. 10.000, 20.000. Cho con ghẹ sữa lên đây. Đâu rồi? Đó rồi. Đây. À nãy giờ mình chưa ăn cái cơm nữa nè. Cái cơm á nó khô nhưng mà nó không có bị cứng nha, cứ dễ nó xốp. Đó, cà chua lên nữa, trời ơi tuyệt vời. rồi đổ vỡ cà chua miếng bự ha, miếng nhỏ luôn. 50.000 quá đã luôn. Hấp dẫn đấy. Nhưng mà hai người ăn nữa. Cứ ăn đặc, cứ sinh tố. Bạc khía. Bạc khía con thì có vẻ hơi nhỏ thôi. Bạc khía nhỏ mới ngọt. Cú thì ít ăn bạc khía, nó càng nhỏ. Này cầm bút bút. Bình tĩnh. Rồi. Nó bị tanh. Rồi, miếng gỏi luôn. Nó mặn á. Cái thịt ở trong nha cả nhà, nút cũng thật. Nó hơi mặn, thì phải ăn chung với gỏi nha. Thấm vô cùng. Không đủ lực như cái thật sự là rất là khó cả nhà, lực không à. Kinh nghiệm không biết là dọn được bao nhiêu năm rồi. Anh em dọn bao nhiêu năm rồi? Dạ em thì mới về dọn đây gần nửa năm à. Nửa năm mà dọn vậy rồi hả? Dạ. Trời ơi. Chung là bao nhiêu bực tức là chút hết vô coi. Ủa vậy là em nửa năm coi như là em bán nửa năm là em mở chi nhánh cái gì? Dạ đúng rồi, đúng rồi, em mở chi nhánh luôn rồi trong vòng nửa năm này. Wow, lợi hại. Rồi. Là dịch đợt 1 á, bắt đầu dịch đợt 1 á, kéo tới như là tháng 12 đó vừa rồi á. Tới giờ cũng hơn. Ok, rồi rất là cảm ơn em ngày hôm nay đã hỗ trợ cho buổi quay được diễn ra rất là vui tươi và xuân sẻ như vậy. Thì ai ở gần quận 12 ghé gọi Thái Lý ở trong hẻm chợ Lạc Quan nha. Ờ em đọc địa chỉ đi. Dạ, địa chỉ mình là 128/5 khu phố 2 phường Tân Thới Nhất, quận 12. Tại cái thật sự là hồi nãy Phú có search để Phú chỉ đường cho mọi người nhưng mà search ở trên Google nó lại ra ở bên Tuốt, bên Tô Ký hay gì á. Thì nói chung là cả nhà đi về hướng cái gì cầu Dược gì quên rồi. Cầu Thâm Lương. À cầu Thâm Lương, rồi chưa tới thì sẽ có cái con lương để mọi người vòng xuống để quẹo vô cái chợ Lạc Quan. Rồi là đi tí xíu bỏ qua 2 ngã 4 quẹo trái là tới đây thôi. Rồi. Không, nếu mà mình không kiếm ra chợ Lạc Quan là mình đã lạc đường đó mấy bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì món gỏi ở đây rất là phong phú để cho những ai mà có thể yêu thích dạng nhiều topping với là ghẹ sữa. Mình ăn cái gì thì mình có thể nói. Còn nếu muốn ăn chuẩn vị thuần vị Thái thì cứ lấy ba khía. Những cái mắm này đã được gia giảm lại để cho phù hợp với người Sài Gòn chúng ta rồi.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Ồ, bữa nay sao ba đứa mặc áo xanh lá cây luôn. Ủa, là ba đứa chuẩn bị xa lánh luôn đó nha. Rồi, nghỉ lắm, nghỉ lắm. Rồi, ok. Dạ rồi. Tạm biệt cả nhà.